Hãy rất ngưỡng mộ. Và đầu tiên xin mời quý vị hãy cùng chào đón phần song ca của thí sinh Izalin Azun, mã số 04 cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chung phương vĩ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Sự phối hợp rất là ăn ý với thí sinh Izalin Azun trong tiết mục Phượng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân. Và Thanh Ngọc thấy rằng tiết mục vừa rồi đã nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị rất là nhiều. Vậy thì quý vị ơi, hãy nhanh tay lên, chúng ta chỉ còn một tiếng nữa thôi thì tổng đài bình chọn sẽ đóng lại. Vì vậy hãy bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nhé. Và hãy bình chọn cho thí sinh Izalin Azun bằng cách soạn tin nhắn TH TH khoảng cách 04 và gửi đến tổng đài 84.